em xin chào các bác đây là một cái video mà test hàng trước khi mà đóng gói gửi đi cho khách hàng à, thì cái đơn hàng ở trong cái video này là đơn hàng gửi cho anh anh nghiệp ở bên nghĩa tránh nghĩa quảng ngãi à, thì bác khách này bác có đặt lấy ở bên em là một cái đầu liền màn chọn bài karaoke chuyên nghiệp đến từ thương hiệu là smartca và cái sản phẩm chính ở đây thì em đã đưa ra ngoài ở đây thì cái sản phẩm đây thì lưu ý cho các bác đây là cái màn hình là cả cái màn hình cảm ứng cũng như là cái đầu chạy ổ cứng ý, thì tích hợp trên cùng một thiết bị ở đây ở đây thì em đang giá vào một cái giá ở đây và cái dây dẫn nó sẽ đưa ra như này và cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái bao bì đóng gói này thì trên cái bao bì đóng gói thì các bác sẽ thấy là cái kiểu dáng của cái màn hình về sau khi mà các bác lắp thêm cái chân vào ở đây thì em chưa lắp cái chân nhé em chưa lắp cái chân và em chỉ để cái màn hình ra thôi à, và để chút nó đóng gói cho nó dễ rồi khi mà em gửi cho các bác thì sẽ có cái chân và khi mà các bác mua thì các bác có thể là lựa chọn cái phiên bản là chân cao và phiên bản là chân thấp nó chỉ khác nhau và cái kích cỡ cái chân này thôi còn cái màn hình ở bên phía trên này thì nó giống y xì nhau thì trên cái bao bì này chúng ta sẽ có một số những cái thông tin. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái thương hiệu là Smart car và thứ hai nữa là cái kích cỡ màn hình cảm ứng ở đây thì nó um, là cái cái khẩu độ hình ảnh là full HD 1080. Và với cái màn hình ở đây là màn hình cảm ứng là điện dung với kích cỡ màn hình là 22 inch các bác nhé Full HD, hình ảnh full HD. Ở bên trong thì có những cái mút cài ở bên trong thì khi mà vận chuyển thì gửi cho khách hàng ở xa thì cũng rất an tâm. phụ kiện kèm, kèm theo thì sẽ có dây HD để các bác sẽ cắm cái cái này, cái hệ thống này lên đường hình lên trên TV. Và nó sẽ có cái đường tiếng để ra ra hệ thống âm thanh. Và kèm theo đó là một số những cái phụ kiện kèm theo và ở đây thì cái, cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài thì nhắc lại đây là một cái hệ thống mà đầu liền màn chọn bài karaoke chuyên nghiệp thì trước khi mà đi sâu về giới thiệu về cái sản phẩm này cũng như là test hàng thì em giới thiệu sơ qua bên em thì bên em là bên lương âm thanh lương audio số điện thoại để liên hệ bên em thì các bác sẽ gọi đến số điện thoại là 0988646683 và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng Và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị phục vụ âm thanh hát karaoke Với rất nhiều những cái chủng loại hàng, model hàng khác nhau Các bác thấy đây là những cái dòng cục đẩy công suất này Ở phía đằng xa kia là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây Và đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài của rất là nhiều những hãng khác nhau Và loa phun, loa súp, loa cột Ở đây cũng vậy, loa phun, loa súp, loa cột, bàn mixer và kho hàng ở ngoài này cũng vậy còn rất là nhiều những cái chủng loại hàng mô đen hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em em nhắc lại cái số điện thoại của bên em là 0988646683 và quay lại cái vấn đề đó là cái video test hàng thì thưa các bác là trong cái lĩnh vực karaoke chuyên nghiệp nhé À, karaoke chuyên nghiệp thì các bác không thể thiếu được một cái thiết bị để cung cấp cho chúng ta cái nguồn nhạc nguồn video nguồn hình ảnh để chúng ta nhìn vào đó chúng ta khớp vào, vào nhạc để chúng ta hát karaoke thì đó là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài karaoke thì trên thị trường thì có hai dạng thứ nhất là cái dạng là đầu rời và màn rời thì chúng ta sẽ có một cái đầu làm riêng và có một cái màn hình làm riêng đấy là hệ thống mà đầu rời màn rời các bác có thể là mua cái đầu không cần không cần mua màn cũng được và cái hệ thống thứ hai nữa là là cái đầu và màn nó tích hợp cùng trên làm trên một thiết bị. Ở đây thì đây là cái dạng thứ hai. Thì với cái dạng thứ hai này thì nhìn trông nó rất là gọn nhẹ và lắp đặt cũng như là di chuyển là rất là đơn giản cho các bác. Và với cái thương hiệu Smartca thì tại cái thời điểm hiện tại thì với cái thương hiệu Smartca đó là một cái thương hiệu đứng đầu. Hôm nay em làm cái video là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023. Thì với cái sản phẩm của Smartca thì nó có rất nhiều model thì đây là cái model là đầu liền màn với cái phiên bản phần mềm là mới nhất và bên trong cái thiết bị này là tích hợp sẵn một cái ổ cứng với dung lượng là 4 t và cái dung lượng ổ cứng ở đây thì tùy vào phiên bản để các bác lựa chọn tùy vào các bác ở đây em sẽ quay qua một lượt về cái sản phẩm với cái kích cỡ màn hình của nó là cái kích cỡ màn hình 22 inch cảm ứng điện dung rất là mượt mà và cái nữa là đây thì các bác sẽ thấy là công nghệ cảm ứng điện dung thì cái mặt kính là nó phẳng lừ các bác nhé và cái công nghệ cảm ứng điện dung là công nghệ cảm ứng cao cấp nhất thế giới bây giờ và cái và cái màn hình này thì cái kích cỡ màn là sau thì nó cũng rất là mỏng và lắp đặt nó rất là đơn giản và cả một cái hệ thống này thì nó chỉ đưa ra một cái bối dây như này và trên cái bối dây này chúng ta sẽ có đường dây mạng này À, và dây đây là dây nguồn cung cấp nhé dây, dây nguồn cung cấp đều có những cái rắc để các bác lối dài lối dài ra và hệ thống này thì nó chạy được bởi một cái nguồn điện 12V qua một cái cục adapter này thì cái cục adapter này là cái cục adapter 12V và cái chỉ số ampere nó rơi vào tầm 5 đến 6 a và cái cục adapter này là cục nguồn giải rộng các bác có thể sử dụng ở khu vực điện áp từ 90V đến 260V có nghĩa là các bác à, hoạt động ở bất kỳ cái khu vực điện áp nào cũng ok không lo về phần điện áp vì nó là cái nguồn automatic tự động phân chỉnh điện áp À, dây dẫn thì rất là dài và chúng ta sẽ có cái dây hình ảnh lên tivi qua cái rắc này các bác có thể là lối dài hình ảnh lên đây là cái rắc HDMI và đường tiếng ở đây chúng ta sẽ có đường tiếng ở đây thì đây có đường hình đường tiếng đường nguồn và đường mạng internet mạng internet thì các bác có thể là cắm trực tiếp dây vào đây hoặc là các bác có thể là bắt wifi qua cái dâu thu phát wifi đã gắn liền ở bên trong cái thiết bị này và thêm một cái phần quan trọng đó là khung giá của sản phẩm này thì với cái sản phẩm này thì nó có nhiều phiên bản ổ cứng khác nhau Cũng như là cái giá thành bán trong cái thời gian dài Thì giá thành nó sẽ di động theo thời gian Tăng hoặc là giảm theo thời gian Và em ướm chừng kinh tế cho các bác khi mà các mua các bác sản phẩm này Thì với cái giá Với cái khung giá cái sản phẩm này là hàng mới cứng bóc hộp Và cái thời gian bảo hành rất là dài là 15 tháng cho các bác à, Với cái khung giá là dưới 14 triệu đồng các bác nhé Giá giá là dưới 14 triệu đồng các bác lưu ý như vậy và cái các bác muốn mà có cái giá ok nhất, giá hợp lý nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng thì bên em sẽ có một cái giá hợp lý nhất cho các bác và giá chính xác nhất cho các bác. Và với cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng các bác sẽ cắm nguồn, cắm đường tín hiệu vào và xuất đường tiếng, đường hình ra thì trên cái hàn sản phẩm này thì nó sẽ có cái giao diện chính như này. Thì trên cái giao diện chính như này thì chúng ta sẽ là chọn bài cả những cái bài hát và bà có sẵn bên trong ổ cứng cũng như là bài hát online. Đặc biệt là trên cái hệ thống này các bác có thể là ngồi từ xa các bác sử dụng điện thoại di động để chọn bài để từ xa. Và không ngừng ở cái việc karaoke chuyên nghiệp mà cái hệ thống này nó còn là một cái hệ thống mà giải trí đa phương tiện. Các bác có thể là xem chương trình truyền hình ca cộng, xem chương trình VTV, lướt web vào Facebook, vào Zalo và đặc biệt là có thể là xem phim 3D này, nghe nhạc lốt led và rất rất nhiều những cái lĩnh vực giải trí khác đều đáp ứng được ở trên cái hệ thống này và em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái tính năng ở trên sản phẩm này. Đầu tiên là cái việc mà dành riêng đầu tiên nhắc đến là cái việc dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp. Thì đầu tiên là cái sản phẩm này nó đã tích hợp sẵn một cái ổ cứng nó lưu trữ sẵn những cái bài hát và những cái bài hát có sẵn ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng 40.000 đến 50.000 bài hát có sẵn tùy vào cái dung lượng ổ cứng của các bác. Và với những cái bài hát có sẵn này các bác chỉ việc cắm cái điện nguồn vào và các bác bật lên là chúng ta sẽ sử dụng đụng ngay, ngay không cần phải mạng mất gì cả đấy là những cái bài hát mà tích hợp sẵn với cái chất lượng hình ảnh âm thanh là tốt nhất và đặc biệt là với những cái bài hát có sẵn này thì các bác có thể là tải những cái bài hát ví dụ như là các bác mà xem ở trên mạng internet và có một số những cái bài hát mà các bác thích đấy các bác sẽ tải về và lưu trữ sẵn ở bên trong ổ cứng và từ lần sau là các bác không cần phải tải nữa đấy, chúng ta cũng có thể là làm được cái việc đấy những là tải trên mạng về và lưu trữ ở bên trong ổ cứng được ở à, đấy là cái chế độ thứ nhất là những cái bài hát bên trong ổ cứng đây là là, là cái nó nằm ở trong cái khu vực karaoke, đây là những cái bài hát bên trong của cứng. Và tiếp đến là cái mục mà quan trọng nhất hiện đại nhất trong cái lĩnh vực karaoke hiện đại bây giờ đó là cái tính năng là hát online. Thì hát online là như nào? Có nghĩa là các bác sẽ cung cấp cái mạng internet cho cái hệ thống này, có các bác có thể cắm dây mạng trực tiếp hoặc là các bác có thể là bắt mạng không dây qua chế độ wifi và các bác sẽ ấn vào phần YouTube thì YouTube ở đây thì em lại nhấn mạnh thêm một cái nữa là đặc chủng với cái Smart Car này là sẽ hơn khác biệt hoàn toàn Với rất nhiều những cái hệ thống mà có mặt ở trên thị trường, các mạng hãng có mặt ở trên thị trường Và cái Smart Car này nó cao cấp hơn là nó sẽ chạy qua một cái server riêng Có nghĩa là nó không phải nó vào thẳng trực tiếp vào mạng mà nó sẽ chạy qua một cái máy tính chủ ở trên mạng Internet Và trên cái máy tính chủ đấy thì cái đội ngũ của bên Smart Car thì người ta đã chọn lọc ra những cái bài hát karaoke chuyên nghiệp và các bác sẽ hát từ đầu đến cuối nó sẽ không có quảng cáo và chất lượng âm thanh hình ảnh đã qua thông qua chọn lọc là sắc nét nhất là âm thanh hay nhất và hình ảnh sắc nét nhất và đặc biệt là không có quảng cáo và đặc biệt hơn là khi mà các bác chọn một cái bài hát là các bác à, cả bài hát ở bên trong ổ cứng cũng như là cái bài hát ở phần mạng internet chạy qua server riêng này thì cái tốc độ rất là nhanh và cái nữa là các bác chỉ cần gõ tắt tên bài hát thôi ví dụ em chọn bài về đâu mái tóc người thương em về em chỉ gõ chữ v thôi đâu em chỉ gõ chữ d thôi à, mái em chỉ gõ chữ m thôi tóc em có chỉ gõ chữ t thôi và em ấn tìm kiếm Đó. em ấn tìm kiếm thì các bác sẽ thấy cái tốc độ tìm kiếm ở đây thì là rất là nhanh các bác nhé à, vừa rồi thì em gõ thiếu chữ cái các bác sẽ thấy là chứ em về đâu mái tóc người thương em chỉ gõ như này thôi và em ấn tìm kiếm đấy các bác sẽ thấy là em sẽ xóa đi nhá em xóa đi này em đây, và em ấn tìm kiếm đi thì cái tốc độ tìm kiếm ở trên cái hệ thống này thì vì nó chạy qua một cái server riêng nó chạy qua một cái server riêng thành ra là tốc độ tìm kiếm nó rất là nhanh các bác thấy về đâu máy tóc người thương và số lượng bài hát thì rất là nhiều rất là phong phú từ đó nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mà ca hát của các bác ví dụ em chọn một cái bài nữa là bài uh, huế tình yêu của tôi chẳng hạn huế tình yêu của tôi em chỉ cần gõ tắt được thôi và em bấm tìm kiếm nhé các bác thấy em vừa rời tay ra khỏi lúc tìm kiếm là nó ra tìm ngay ra cái bài hát rồi đấy ạ. cái tốc độ tìm kiếm do đây nó chạy qua một cái máy tính chủ một cái server riêng thành ra cái tốc độ rất là nhanh và bài hát đã thông qua chọn lọc thì các bác hoàn toàn tâm và tiếp đến là đây là cái chế độ là karaoke chuyên nghiệp với cái công tắc màu xanh này còn khi mà các bác không hát karaoke chuyên nghiệp mà các bác muốn xem những cái chương trình giải trí khác ví dụ như xem chương trình thiếu nhi bật cho các cháu thiếu nhi xem hoặc là những chương trình chỉ giải video giải trí khác thì các bác sẽ tắt cái chữ karaoke đi thì khi mà tắt cái chữ karaoke đi thì nó sẽ trở về cái chế độ là youtube bình thường giống như những cái youtube tích hợp trên tv thông minh còn cái chế độ hiện đại nhất dành cho karaoke chuyên nghiệp là các bác sẽ bật cái công tắc màu xanh lên đây để chúng ta sẽ sử dụng cái server riêng với tốc độ truy xuất nhanh hình ảnh âm thanh là sắc nét nhất và nó đã thông qua chọn lọc nó không có quảng cáo. Và tiếp đến cái mục thứ ba đây là những cái bài hát hay nhất chọn lọc nhất có ở trên mạng internet thì nó sẽ chất lọc ở trong cái mục thứ ba và vào đây thì các bác sẽ chọn những cái bài hát hay bài hot hot ở trong cái khu vực này rất là nhanh và thêm một cái đặc tính tuyệt vời hơn hẳn những cái hệ thống mà có mặt ở trên thị trường đó là cái bàn phím để mà gõ cái tên bài hát tìm kiếm thì đối với những cái hãng khác có mặt ở trên thị trường ấy thì chủ yếu nó chỉ phục vụ cho người Việt Nam với cái ngôn ngữ của người Việt Nam với cái 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 cái, cái, cái bảng chữ cái của tiếng Việt nhưng đối với Smartca thì không những ở gừng ở phục vụ cho người Việt Nam chuyên nghiệp mà nó phục vụ cho khách quốc tế à, rất nhiều những cái ngôn ngữ chúng ta sẽ có cái bàn phím các bác sẽ ấn vào bàn phím đây và các bác sẽ gõ À, cái cái tên cái cái tên cái ngôn ngữ mà các bác muốn sử dụng để tìm kiếm các bác có tiếng anh tiếng nhật tiếng hàn tiếng trung quốc và rất nhiều những cái tiếng khác nữa thì các, các có nghĩa là các bác sẽ có cái bàn phím để đây các bác sẽ thấy phần thay đổi ngôn ngữ này để để thay cái đổi sang cái ngôn ngữ khác bàn phím khác để các bác chọn phục vụ những cái khách quốc tế thì cái tính năng này rất là hay đặc biệt đối với những cái phòng hát mà karaoke kinh doanh chuyên nghiệp thì không phải là chỉ sử dụng phục vụ cho khách việt nam mà chúng ta có còn phục vụ cho khách quốc tế nữa thì đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ phục vụ được rất là tật, tật những cái nhu cầu hát karaoke chúng ta đó thì đấy là cái đặc tính trên đây và ở đến đây thì toàn bộ bằng ngôn ngữ tiếng việt với cái giao tiếp rất là cái cái giao diện rất là dễ hiểu và dễ sử dụng các bác tua bài lịch bài ưu tiên bài hát chọn sau nhưng mà sẽ được hát trước tách lời tua bài là tăng giảm âm lượng toàn bộ bằng ngôn ngữ tiếng việt và rất là dễ sử dụng và không ngừng ở cái việc mà chúng ta có thể là thao tác ở trên cái màn hình cảm ứng mà cũng cho chúng ta có thể là thao tác ở trên cái điện thoại thì với cái thao tác ở trên điện thoại là có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại để mà điều khiển cái hệ thống này từ xa với cái chế độ là chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại từ điện thoại của chúng ta là hoặc là cái máy tính bảng thì có nghĩa là không phải chúng ta phải cầm đến cái màn hình cảm ứng mà chúng ta có thể là ngồi từ xa sử dụng cái điện thoại hoặc máy tính bảng để điều khiển cái hệ thống này thì nó rất là tiện. Ở đây thì em sẽ thử cho các bác là cái chế độ đó trên cái điện thoại nhé. Đây thì nhân viên bên em thì đã đã kết nối với cả cái hệ thống này. Đây là các bác sẽ thấy là đấy, ở đây các bác thấy là trên điện thoại đây nhá các bác sẽ nhìn ở trên hệ thống của em gồm có cái màn hình cảm ứng này hoặc vào cái TV. ví dụ em sẽ ấn qua bài đây, ví dụ em ấn qua bài đây thì các bác thấy là trên hệ thống nó qua bài đúng không? và em sẽ ấn chọn cái bài hát khác ở đây, ấn chọn bài hát khác ở đây thì nó sẽ chạy cái bài hát chúng ta chọn. thì có nghĩa là thay vì là chúng ta phải ngồi gần cái màn hình cảm ứng thì các bác có thể là ngồi từ xa sử dụng cái điện thoại để, để điều khiển cái hệ thống này từ xa. và với cái hệ thống này thì các bác thấy là trên hình ảnh ở đây thì nó xuất ra hình ảnh thì cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là sắc nét và âm thanh thì rất là hay và trong cái video này thì xin phép các bác là cái phần âm thanh thì một số những cái bài hát nó có bản quyền thì em sẽ không phát cái hình cái cái phần âm thanh mà em chỉ đưa cái phần hình ảnh thôi và âm thanh thì con này nó xuất ra cái đường tiếng là cao cấp nhất thì chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm và đây các bác có thể là tua bài, lấy bài và rất rất nhiều thao tác và các bác có thể là chọn online trực tiếp ở trên mạng internet qua cái, cái, cái kênh youtube này Đấy, hoặc là các bác có thể là gửi chữ lên trên tivi. Ví dụ ở đây chúng ta thì uh, em gửi một cái chữ gì đó lên trên tivi thì các bác sẽ thấy có một dòng chữ màu vàng đây. Thì đó là một loạt những cái chữ cái mà, mà gửi. Các bác có thể là gửi tin nhắn, gửi thông điệp gì đó cho mọi người đọc ở trên tivi. Ví dụ như là bạn hát rất hay hay là chúc mừng sinh nhật hay gì đó các bác sẽ gửi lên và mọi người nhìn trên tivi và người thấy cái thông điệp đấy. Hoặc là các bác có thể là gửi những cái hình ảnh ở đây thì các bác có thể là chụp ảnh và gửi lên luôn hoặc là các bác sẽ vào cái bộ siêu tập ở bên trong điện thoại để các bác sẽ gửi lên ví dụ ở đây em đang gửi một cái hình ảnh của một cái con vang này chẳng hạn em vẫn gửi lên chẳng hạn đây thì các bác thấy là trên cái màn hình chúng ta sẽ có một góc ô tròn bên phía tay phải nó có hình ảnh của cái hai lỗ cắm mic ở trên con vang đúng không? đó là cái hình ảnh mà em vừa chia sẻ thì các bác có thể là chụp ảnh và chia sẻ lên ngay TV hoặc là các bác có thể là chọn những cái hình ảnh mà có sẵn ở bên trong điện thoại từ đó thì mọi người sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mà các bác muốn chia sẻ lên trên TV nó rất là hay chụp ảnh bạn bè và đưa lên trên TV à, trực tiếp luôn và người hát thì vẫn hát và người xem ảnh thì vẫn xem thì nó không bị che cái hình ảnh đi à, không phải che cái chữ ly và đó là một loạt những cái tính năng ở trên cái hệ thống này và thêm một cái tính năng nữa là nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu không những cái hát karaoke mà còn nhu cầu xem phim nghe ca nhạc ở à, đây là chế độ karaoke và các bác khi mà các bác muốn thoát chế độ karaoke ra Thì các bác sẽ ấn vào phần cài đặt này Và các bác sẽ ấn cái mật khẩu là 4 số 2 Sau đó thì chúng ta sẽ ấn ok À, và thêm một cái nữa lần nữa cái cái lưỡi nhé giới thiệu nữa là khi mà các bác mà làm kinh doanh phòng hát mà các bác muốn mà cài cái video demo, có nghĩa là khi mà bật đầu lên mà khi mà chúng ta không hát karaoke ấy, thì nó sẽ chạy một cái video hình ảnh demo gồm có cái hình ảnh của cửa hàng hoặc là các bác làm gia đình thì có thể là đưa những cái hình ảnh của gia đình lên chạy ở trên TV kìa để chúng ta sẽ xem cái hình ảnh là ví dụ ghi là thì gia đình cái đó kính chào quý khách hoặc là phòng hát karaoke gì kính chào quý khách, quý khách liên hệ đặt hàng với chúng tôi qua số điện thoại như này này thì các bác có thể là chèn những cái video những cái hình ảnh những cái âm thanh lên trên tivi để khi mà bật lên thì nó sẽ giới thiệu nó quảng cáo cho cái công việc cũng như là cho cái phòng hát của các bác đấy là thêm cái tính năng đấy ở trên hệ thống này đều có các bác nhé và khi mà các bác thoát cái này ra để các bác chuyển sang cái lĩnh vực giải trí khác các bác sẽ ấn cái mật khẩu là 4 số 2 ấn vào phần cài đặt đó và chúng ta sẽ đi vào ấn vào thoát ứng dụng thì khi mà thoát ứng dụng thì chúng ta sẽ vào phần thằng người máy ở đây thì trong cái phần mình người máy ở đây thì các bác có thể là cài vô vàn những cái app ví dụ như zalo, facebook, lướt web, à, à, xem chương trình truyền hình ca cộng thì em rồi nói sơ qua thôi vì cái sản phẩm này thì bên này em bán vô cùng nhiều và đã có rất nhiều những cái video giới thiệu rồi thì em chỉ nói sơ qua là ngoài cái lĩnh vực karaoke chuyên nghiệp như với em vừa vừa nói thì trên hệ thống này các bác có thể là xem chương trình truyền hình ca cộng này Xem chương trình VTV này, à, lướt web vào Facebook, vào Zalo và rất nhiều những cái tính năng khác Và đặc biệt là có cái tính năng là các bác có thể là xem chương trình à, à, phim chiếu dạp à, hoặc là phim 3D Và đặc biệt là nó sẽ đọc được cái phim 3D là cái phim mà chất lượng hình ảnh là không gian 3D, không gian 3 chiều Và cái nữa là nó nghe được cái nhạc lốt lét là cái nhạc cao cấp nhất thế giới bây giờ Thì với hai cái chế độ là phim 3D và nhạc lốt lét thì không phải thiết bị là cũng đọc và đây là cái thiết bị cao cấp thì nó sẽ đọc được cái, chính cái chế độ đây và từ đó thì nó sẽ biến những cái phòng hát của các bác thành những cái phòng chiếu phim 3D chuyên nghiệp thành những cái phòng phim chiếu phim dạp và từ đó lại biến những cái phòng hát của các bác thành những cái phòng nghe nhạc chuyên nghiệp với cái nhạc lốt lét là cái nhạc cao cấp nhất thế giới bây giờ rất nhiều bác đà làm đam mê âm nhạc thì nói đến cái nhạc lốt lét thì các bác rất là mê đúng không thì cái nhạc lốt lét là cái nhạc cao cấp nhất các bác nhiều tiền đã, đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua những cái đầu đĩa cd giải mã số để nghe nhạc lốt lét nhưng mà bây giờ ngay trên hệ thống của cái sản phẩm này thì các bác sẽ nghe được cái nhạc lốt lét và xem được cả phim 3 d cực kỳ là đẳng cấp trên hệ thống này và em nhấn mạnh với các bác là bên em thì bán rất rất nhiều gần như là tất cả những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài của trên thị trường Việt Nam thì bên em đều có bán nhưng mà đứng thẳng ra là một người bán hàng cũng như là đã va chạm với rất nhiều những cái thương hiệu thì em khẳng định với các bác với cái thương hiệu Smart và với cái mô đen sản phẩm này là một cái sản phẩm mà đáng lựa chọn nhất đưa chúng ta một cái hiệu quả làm việc, một hiệu quả kinh doanh, một hiệu quả giải trí là đứng đầu luôn đáng lựa chọn nhất các bác nhé đấy thì khi mà các bác lựa chọn thì đây là một cái sản phẩm mà các bác đưa lên cái 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 mốc đầu tiên luôn để các bác đánh giá để lựa chọn luôn các bác nhé và để mà có thêm thông tin thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 cảm ơn các bác đã theo dõi video và trong cái quá trình theo dõi video các bác có thắc mắc gì thì các bác sẽ liên hệ với bên em để bên em sẽ tư vấn thêm và các bác sẽ giúp đỡ ủng hộ bên em bằng cách là các bác sẽ ấn vào phần đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em giúp đỡ kênh của bên em cảm ơn các bác xin chào các bác